BTC rơi 3.000 giá, lấy đà cho đợt tăng trưởng tiếp theo hay là đâm về 25.000? Việc các anh em chốt lại từ tuần trước là một quyết định đúng đắn hay là chốt non? Welcome các anh em đã đến với Hub Crypto, kênh share trên kiến thức nhanh và hữu ích trong trading. Mình là Hiệu Lơn. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ view tổng quan lại thị trường ở tuần trước cũng như là cập nhật các tin tức vĩ mô trong tuần này, đưa ra dự phóng dòng tiền trong thời gian sắp tới cũng như là nhận định và hướng đi của BTC trong thời gian trung hạn. Ok, cùng mình đi vào video nhé anh em. Trong tuần này sẽ có một vài tin tức về vĩ mô đáng lưu ý như sau. Đầu tiên là 21 giờ ngày 25 tháng 4, công bố chỉ số CP, Consumer Confidence là một trong những chỉ số kinh tế quan trọng để đánh giá tình hình kinh tế và dự đoán xu hướng tiêu dùng của Mỹ. Và đây cũng là một dự báo hàng đầu vì nó có thể dự báo được chi tiêu của người tiêu dùng, đóng một vai trò quan trọng chủ yếu trong hoạt động kinh tế tổng thể. Số liệu càng cao thì chứng tỏ niềm tin lạc quan của người tiêu dùng càng cao. Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính chất tích cực và xu hướng tăng đối với đồng USD. Trong khi đó, số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính chất tiêu cực và xu hướng giảm đối với đồng USD. Tiếp theo là hai tin tức vĩ mô cũng khá là quan trọng. Vào 19:30 ngày 27 tháng 4 thì công bố chỉ số thất nghiệp của Mỹ. Lúc 19:30 sẽ công bố chỉ số GDP thực tế của Mỹ theo quý 1. Anh em chú ý tới tin tức này nhé, sẽ ảnh hưởng mạnh và trực tiếp lên đường giá. Tiếp theo là 19:30 ngày 28 tháng 4 công bố chỉ số Core PCE và Employment Cost Index. Tiếp theo, mình sẽ ngó qua một chút về on-chain của BTC nhé anh em. Đầu tiên là BTC Miner, thì giá Bitcoin đã giảm khoảng 10% vào cuối tuần trước và hiện đang giao dịch quanh mốc là 27.200. Chỉ số MBI cho thấy các nhà đào Bitcoin đang chuyển đổi nhiều hơn trong thời gian gần đây, đồng nghĩa với việc bán Bitcoin ra. Thứ hai nữa là chỉ số đào thoát và chỉ số bán cũng tăng, còn dự trữ của các nhà đào thì giảm đi. Tất cả đều cho thấy là các nhà đào đang bán Bitcoin trong vài ngày qua. Nếu chỉ số MBI tiếp tục tăng thì điều này có thể cho thấy sự tăng cường áp lực bán ra. Tuy nhiên, nếu áp lực bán giảm đi thì giá Bitcoin có thể giảm trong khoảng từ 27.200 về 26.600. Chi phí để đào Bitcoin hiện tại đã gần bằng với giá hiện tại của nó và sự giảm giá của Bitcoin có thể được coi là một nhịp điều chỉnh giá. MBI là một chỉ số quan trọng để đánh giá tâm lý thị trường của Bitcoin và dự đoán xu hướng giá trong tương lai. Tiếp theo, mình sẽ phân tích qua một chút về BTC Holder. Thì những cái địa chỉ Bitcoin không hoạt động trong một khoảng thời gian dài hơn 5 năm thì được gọi là những cái Bitcoin cổ. Và những cái địa chỉ này chứa Bitcoin bất động sản và không biết chính xác ai là người đứng đằng sau chúng. Và đây đều là những cái Diamond Hand Bitcoin Holder vì họ kiên nhẫn chờ đợi với cái mức giá hiện tại. Họ vẫn có lợi nhuận đáng kể trong đô la Mỹ. Và điều thú vị là các Bitcoin này thỉnh thoảng lại quay lại thị trường để mà lưu thông. Điều này xảy ra hiếm khi và thường xảy ra các thời điểm đỉnh hoặc là đáy của thị trường khi thị trường sụp đổ hoặc Bitcoin cổ bán ra. Chẳng hạn như trong cái vụ sụp đổ của FTX, và điều này xảy ra vào thời điểm ngày hôm qua, 6.000 BTC có tuổi đời từ 7 đến 10 năm đã được chuyển đi. Điều này có thể đưa ra một cái dấu hiệu là đỉnh ngắn hạn của thị trường. Tiếp theo thì mình sẽ dự phóng narrative trong tuần này. Trong tuần này thì mình sẽ dự phóng đó là China Coin. Thì vào ngày 28 tháng 4 sẽ diễn ra cuộc họp tại Hồng Kông. Và đây là cuộc họp rất quan trọng đối với các quyết định liên quan đến crypto. Khả năng sẽ có một làn sóng FOMO nhẹ ở các coin Trung Quốc trong tuần này. Anh em cũng nên liệt kê các đồng coin mà liên quan đến China ra, để khi mà có sóng thì mình sẽ có dịp để mà bắt và mình sẽ FOMO theo. Còn nếu như mà anh em nào không biết các đồng coin ở China thì anh em có thể ghé kênh HC Channel để mà cập nhật ở những các đồng coin mà liên quan đến Trung Quốc nhé anh em. Chuyển qua phân tích kỹ thuật một chút về chart của BTC. Thì hiện tại ở trên màn hình mình đây là khung tuần, ngày hôm nay đã đóng nến vào lúc 7 giờ sáng, một cái nến tuần, một cái nến tiêu chuẩn khá là đẹp, nhấn chìm hết toàn bộ những cái nỗ lực tăng ở ngày trước. Hiện tại thì nó đang phản ứng tại MA89 trên khung tuần, và có một cái cây nến ở đây, anh em có thể liệt kê ra được là trong cái giai đoạn này thì có một cây này là volume là mạnh nhất đúng không anh em? Thì mình sẽ liệt kê ra và xem như đây là một cái vùng cản ở đây. Thì anh em zoom bự ra anh em có thể thấy có một cái nhịp nó chạm râu ở vùng này và đã rút chân. Hiện tại thì vẫn giao dịch quanh 27.700 USD ở đây. Mình sẽ liệt kê ra các vùng kháng cự ở đây để mà anh em rõ hơn và dự đoán được cái đường giá tiếp theo thì BTC nó sẽ về tới đâu. Ok, thì tiếp theo mình sẽ chuyển qua khung D. Khung D anh em có thể thấy là sau nhiều ngày mà giá nó đã sideways ở vùng đỉnh đây, có một cái nhịp xuống, đẩy xuống và đẩy lên mạnh của hai phe bò và phe gấu giằng co tại ở vùng này, và sau đó là phe bò thắng thế. Anh em có thể thấy là ba cây giảm liên tục thể hiện cho cái sự dominant của phe bò. Đầu tiên anh em có thể thấy là một cái vùng đỉnh ở đây đúng không, một cái vùng đỉnh ở đây, và mình dự đoán tiếp theo là nó sẽ có một nhịp hồi lên lại ở đây.
là tạo được cái mô hình vai đồng vai, rồi nó sẽ rơi nhẹ xuống đây, chạm lại cái dây EMA89 sẽ là cái vùng cản ở đây. Sau đó sẽ có một nhịp hồi nhẹ, và nếu như mà không trụ được thì nó sẽ tìm về cái mốc đây, cái vùng cản cũng như là cái vùng demand ở chỗ đây là quanh 24.600. Còn cái trường hợp 2, nếu như mà BTC trụ được ở cái vùng này cũng như là tạo được một cái đỉnh sâu cao hơn ở đây, anh em thấy đây, đỉnh sâu cao dần ở vùng này thì nó sẽ break luôn và có một nhịp hồi lại quanh ở cái vùng kháng cự này, rồi nó sẽ lại tiếp tục tăng tiếp. Thì mình sẽ luôn phân tích hai hướng cho anh em để mà anh em hiểu và nắm rõ và có một cái nhìn tổng quan hơn, chứ mình không bao giờ phân tích kiểu như một hướng để mà anh em dồn hết cũng như là tin vào cái plan của mình đưa ra. Ok nhé anh em. Thì còn trong cái trường hợp này, nếu như mà BTC không trụ được ở cái vùng cản 24.600 ở đây thì nó sẽ tìm về những cái vùng thấp hơn, đó là quanh mốc 20.000 ở đây. Mình sẽ luôn có những cái hướng đi và cái plan dài hạn trong đầu để mà mình liên tục phản ứng khi mà giá nó tìm lại về những cái vùng này. Ok anh em, thì mình sẽ ngó qua một chút về phân tích kỹ thuật của BTC Dom. Thì tuần trước thì anh em có thể thấy một cây nến đã chạm lại cái vùng 48.7% ở đây, sau đó rút râu tạo thành một cây nến pin 3 như này. Thì tuần vừa rồi sáng nay lại đóng một cây nến Doji, một cây nến spin top lưỡng lự ở cái vùng này, vẫn chưa có dấu hiệu là giảm mạnh mẽ. Thì trên khung tuần thì mình vẫn kỳ vọng là nó sẽ giảm quanh về đâu 40-45XX cho tới 46%, rồi sẽ có một dịp đà tăng lên mạnh mẽ hơn. Chuyển qua khung D nhé. Khung D thì hiện tại anh em có thể thấy là nó đã tạo được cái mô hình hai đáy ở đây và được đỡ bởi cái dây MA34 trên khung ngày. Thì anh em có thể thấy mình sẽ view ra được cái mô hình vai đầu vai như này đúng không? Mình sẽ có một cái nhịp mà kỳ vọng BTC Dom nó sẽ lên lại cái vùng này một lần nữa, rồi nó sẽ tiếp tục điều chỉnh về cái MA89 đây là quanh 45.8 hoặc là 46%, rồi nó sẽ tăng mạnh trở lại. Còn nếu cái vùng này đúng không, vùng này quanh 47-48, nếu như mà nó rắc được thì nó sẽ lên luôn và nó tạo được cái đỉnh sâu cao hơn như này, thì sẽ quay lại vào đây test lại một lần nữa rồi bật lên như này. Ok nhé anh em. Ok anh em, thì mình phân tích kỹ thuật một chút qua chỉ số sức mạnh của đồng đô la DXY. Thì trên màn hình mình đây là khung tuần, anh em có thể thấy đây, khung tuần nó cũng có một cái mẫu hình là hai đáy ở vùng này. Sau khi mà giá nó chạm lại cái vùng 100.8 ở đây, rồi lại rút râu bật lên mạnh mẽ ở vùng này, sau đó có một cái nhịp tăng ở trong cái khoảng thời gian trong tuần, sau đó nó chạm cái dây MA89 rồi lại bị đạp xuống ở cái vùng này và tạo một cái râu như này. Ok, thì mình sẽ nhìn chung và tổng quan hơn cái chart ở đây, anh em có thể thấy đây là đã có một cái nhịp giảm mạnh mẽ khi mà tạo được đỉnh quanh 114-115 ở trên cái vùng này và rơi mạnh như này. Thì hiện tại thì giá nó đã giao dịch dưới MA34 và 89 trên khung tuần, và hai đường MA có dấu hiệu là các trong cái khoảng thời gian sắp tới, thì mình sẽ trên khung tuần mình sẽ có một kỳ vọng là giá nó sẽ hồi lại quanh đâu ở cái vùng này, quanh 103 rồi lại tiếp tục rơi xuống để hình thành được cái mô hình cấu trúc sóng giảm trên cái khung tuần nhé anh em. Ok, mình chuyển qua cái khung D. Khung D vẫn là tín hiệu như ở khung tuần, vẫn là hai đáy, nhưng mà trên khung D thì giá nó đã nằm hẳn ở dưới và cho một cái xu hướng giảm rõ ràng hơn cái khung tuần ở đây. Thì anh em có thể thấy, thì cũng như là cái dự đoán cũng như là cái view của tuần trước mình là DD sẽ giảm đây, thì chúng ta sẽ có được một cái trend line như trên hình đây. Cũng cái điểm này là cũng là một cái điểm trùng lại với cái view ở khung tuần mà mình nãy đã vừa nói anh em, thì quanh đâu đó 103 ở đây đây, rồi sẽ bật xuống ở đây, thì hai đường dây MA34 và 89 nó sẽ có cái hành vi chạy như này đó. Thì khi mà chạm lại cái vùng cản ở MA89 như này thì cũng là một cái vùng kháng cự mềm, rồi sau đó để đây sẽ giảm và BTC sẽ tăng. Đây là những cái view theo khung tuần và khung ngày của mình về chỉ số sức mạnh của đồng đô la. Ok anh em, thì mình sẽ phân tích kỹ thuật một chút về crypto total market cap ở đây. Thì trên màn hình mình đây là khung ngày, anh em có thể thấy thì giá nó sau khi break được cái vùng cản là 1.180 tỷ ở đây thì nó đã bật lên và tìm cái đỉnh mới là quanh 1.260 tỷ,
và đã có nhiều ngày sideways ở cái vùng đỉnh này, sau đó là bị đạp mạnh xuống. Hiện tại thì trên cái khung này thì anh em có thể nhìn ra được, đây là cái mô hình vai đầu vai này, đây là vai trái này, đây là đầu này và đây là vai phải này. Thì mình sẽ có một nhịp kỳ vọng nó sẽ đỡ được ở vùng này, và hiện tại là crypto total market nó cũng đang chạm lại cái vùng support quanh ở cũ đây. Thì anh em có thể thấy cái vai trái đó rất là nhiều ngày sideways đúng không? Thì mình sẽ kỳ vọng cái đoạn này nó sẽ bằng một nửa giai đoạn trước thôi, nó sẽ tạo được cái vai phải bên đây rồi sẽ giảm xuống ở cái vùng này. Ok, thì khi đó thì giá nó chạm về cái vùng đây, cái vùng mà demand ở dưới đây quanh 1.050 mấy tỷ đây, thì mình sẽ cứ view theo thời gian cũng như là view theo ngày. Khi mà nó lên được cái vùng này mình sẽ tiếp tục cập nhật cho anh em, cũng như là khi nó xuống được cái vùng này mình sẽ tiếp tục cập nhật cho anh em. Và cái plan này sẽ fail khi mà crypto total market nó bật được cái vùng này, nó đi thẳng lên đây, nó rắc luôn được cái mốc 1.245 tỷ đây và nó tạo được cái đỉnh sâu cao hơn là 2G2, thì plan của mình sẽ fail và mình sẽ cập nhật lại cho anh em nhé anh em. Tóm lại, theo nhận định của mình thì sau một cú tăng mạnh mẽ của thị trường thì BTC hiện tại cũng đã có một cái nhịp điều chỉnh rơi khoảng 3.000 giá. Hiện tại thì đang giao dịch quanh mốc 27-28.000. Theo quan điểm của mình thì ở cái vùng giá hiện tại vẫn là vùng chưa vô support đẹp được. Chúc mừng anh em nếu như mà anh em đã chốt lời ở cái vùng 29-31.000. Còn anh em nào mà chưa vô được ở thời điểm này thì anh em vui lòng đứng ngồi và kiên nhẫn chờ đợi thêm. Theo quan điểm cá nhân của mình thì mình sẽ đợi BTC có một nhịp điều chỉnh về quanh mốc hỗ trợ, đó là 24-25.000, cũng như là BTC Dome hay là Total Market Cap nó sẽ giảm về các vùng hỗ trợ đáng chú ý như mình đã phân tích ở trên, cũng như là chỉ số DXY, chỉ số sức mạnh của đồng đô la nó sẽ có một nhịp điều chỉnh, thì lúc đó anh em mình sẽ cân nhắc rải khoảng 20-30% vốn vào cái vùng này nhé anh em. Trong giai đoạn tháng 5 nhạy cảm sắp tới, đó là Sell in May và Go Away, anh em vui lòng chọn đứng ngồi hay không tham gia vào thị trường ở những cái giai đoạn này để có thể là bảo toàn vốn cũng như là tránh rủi ro nhiều nhất có thể xảy ra đối với mình. Trong cái giai đoạn này thì mình sẽ đi research và nghiên cứu thêm những cái trend mới như là meme coin. Nếu như mà anh em nào mà không có nhiều thời gian thì anh em có thể chọn HC Capital để follow và cập nhật thêm các trend mới trên thị trường nhé anh em. Và đó là toàn bộ những thông tin cũng như là nhận định về thị trường theo quan điểm cá nhân của mình và cũng không phải là lời khuyên đầu tư. Hy vọng anh em có thể tận dụng những thông tin trên để mà tối đa hóa lợi nhuận cho cái danh mục đầu tư của mình. Cuối cùng, cảm ơn tất cả anh em đã xem video tới giờ phút này. Nếu như anh em cảm thấy hay và hữu ích thì đừng quên cho Hot Crypto một like và một subscribe. Mình và team sẽ có động lực để mà làm những cái video tiếp theo hay hơn nhé. Tạm biệt anh em.